Thì mình sẽ khui tiếp một cái thùng hàng nữa ha. Thì thùng này mình lấy buổi chiều. Đây mình có lấy một số mẫu MG mới này các bạn. Đây, mẫu này thì có 3 chiếc xe Ninja nè, với lại một chiếc máy bay rắn. Thì cái chiếc máy bay rắn này trong một bộ MG combo kia mình có bán ha. Rồng Legendary Dragon của Lloyd nè, rất là ok luôn ha. Cái phần cánh này nó là nhựa cứng ha, chứ không phải là nhựa giấy đâu. Đây, nó có để hình kích thước của con này là 352mm với lại 374mm ha. Tiếp theo là một mẫu MG khác nữa. Thì cái bộ này của rồng nước Nia ha các bạn. Cái này nó cũng là 4 bộ nhỏ ráp thành luôn. Đây là một số cái mẫu hộp MG mới nè các bạn. Đây ha, MG 912 nè, đó, ở dưới đó đó. Đây nữa nè, thì mình sẽ đăng lên Shopee dành luôn ha. Sắp sửa Tết rồi nên là cập nhật một số mẫu mới. MG bên này cũng là hộp của MG luôn, nói chung là quá trời luôn các bạn. Rồi, đây mình lấy 7 hộp 10485 là trên kho hết luôn ha. Đây là mình lấy 4 cái máy bay rắn nè, 4 cái 9757 ha, với lại mẫu Tết của hãng Lele Brother. Cái này là gạch của cái bộ Tết vừa rồi đó, quá trời luôn. Đây ha các bạn, gạch nói chung là cũng đẹp lắm, nó có cả đèn nữa ha. Cái bộ này nó đi kèm cả đèn nữa. Đâu rồi, đây này, cái đèn nhỏ của nó nè, sáng ok lắm luôn á. Đây nè, nháy nè, nháy chậm nè, với lại sáng đứng yên ha. Thì này như nó có khoảng 8, 9, 10 bóng gì đó. Có một mẫu này của Zimo nữa, 3083. Thì cái hộp của Zimo nó chà bá luôn, dài với lại to hơn hộp của Larry luôn các bạn. Nhưng mà bên trong có khung giấy cũng đỡ ha. Tiếp theo là 10078, 3 bộ hang nhện có hộp. Đây là mớ gạch nè, quá trời gạch MG nè. Rồi có được hai lốc SI 1473 hàng Tết đó các bạn. Gạch ở đây có một số con rồng rồng Legacy, rồng Legacy của Sky. Bên này là tre K-pop với lại một số con thú vương đại chiến đó. Thì hôm nay chỉ lấy nhiêu đây thôi ha các bạn. Ở đây là gạch không à, đó, những cái gạch mà mình sổ ra ha. Sau khi mà mình soạn hàng ra ha, thì nó ra ba loại MG nè, 1, 2, 3, thì cái này khoảng 45, 50. Cái loại này thì cũng 50 nè, đó. Mẫu này là mẫu thư pháp nè, cây quất nè, con lân nè, thần tài nè, cây đào và với lại con mèo ha. Tiếp theo là SI 1473, thì cái này quá quen thuộc rồi ha các bạn. Với lại hàng SI thì giá cũng ok, gạch đẹp mini đẹp giá ok 40.000 nha. Loại này 40, này 50, còn mấy này mình sẽ lên giá sau. Cái này khoảng 45 50 nè. Đó,